Rồi, axit nhiều vậy là cảm thiệt rồi. Ê, tôi có thuốc uống hết liền nè, thuốc chuột. Giới hạn năng lực của ông là bao xa? Bà đoán xem. Là 20 bước chân. Bước chân còn phải dựa vào chiều dài của cái chân. Cho nên á, ông cho tôi dữ liệu chính xác hơn chút nữa đi. 20 bước chân có siêu mẫu Thanh Hằng á. Ê, muốn ăn dài không? Để coi, hình như là 6 mét. Ừ. Ê, đưa tôi chai thuốc ngủ lúc nãy đi. Hồi nãy tôi kêu ông cầm giùm đó. Thôi, thuốc có hại cho sức khỏe lắm. Để tôi đưa bà cái khác dễ ngủ hơn. Tư bạn không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông. Đủ rồi. Không. Chủ gia tộc, cô đâu rồi? Ra đây đi, cho tôi hỏi chuyện với. Chủ gia tộc, tộc, rang cơm nè. Chủ gia tộc có phải chó đâu mà kêu như vậy? À? Ủa mà sao bữa nay ngươi lại ở dạng thông minh? Lần trước ta gặp ngươi, ngươi ngu lắm mà. Tôi cũng đang định hỏi cô chuyện này nè. Làm sao để thông minh hoài được hả? Chỉ cần ngươi đừng ngủ hay ngất đi thì sẽ thông minh mãi mãi. Nghĩ sao vậy? Có ai mà không ngủ mà sống được không? Khoan. Gia tộc mình có một cuốn bí kíp truyền lại mà ta chưa mở ra đọc lần nào. Để ta tìm xem trong đó có không. Ồ, hóa ra là đổi bìa để giấu văn hóa phẩm đồi trụy à. Ê, giỡn với tôi hả? Cả dòng họ chỉ có một cuốn bí kíp à, mà giờ biến thành vậy. Mấy người sống kiểu đó không sợ có lỗi với con với cháu hả? Cuốn sách vô dụng như vậy á, xé đi cho rồi. Xé rồi. Ủa, đang hỏi cách giải phong ấn hoàn toàn á hả? Không phải, người biết à? Ừ, ngày xưa nhà mình có viết cách giải phong ấn vào một cuốn sách ghi là bí kíp gia truyền. Vì sợ kẻ xấu tìm được, cho nên mọi người đã đánh lạc hướng bằng cách vẽ cảnh 18 cộng vào mấy trang trước. Nhưng thật ra mấy trang sau là bí kíp thật đó. Chết cha, dán lại từng miếng đi, lẹ lên. Ê, từ từ, đừng có hối, lộn bây giờ. Trời ơi, lẹ lên giùm tôi một cái đi, sắp phải tỉnh lại rồi kìa, nhanh lên. Mấy trăm trang lận đó cô, sao mà nhanh được? Hai đứa muốn xếp mấy mảnh giấy này thành cuốn sách hả? Ừ. Trời, được tới 3-4 cuốn sách luôn nè. Không phải là xếp như vậy. Ủa? Trần Nguyễn Tri An, đây là bài tập về nhà của ngươi. Cực dễ, hãy làm theo hướng dẫn sau. Bài tập về nhà thì làm ở nhà, chứ sao bắt làm trên máy bay á trời. Ủa chà, à, sao mình không nhớ được chuyện gì xảy ra hết vậy nè? Về đây. Sao thấy này quen quen ta? À, nhớ rồi. Chỗ bán trà sữa gần trường cấp 2 của mình nè. Sau khi tỉnh dậy, xuống ghế 35C tìm anh Tống. Nói anh Tống là mình dậy rồi. Anh Tống, em dậy rồi nè. À, dậy hả? Nhìn mặt ngu hẳn kìa. Đúng là dễ thiệt ha. Còn tưởng làm gì khó khăn hơn chứ. Ôi da, Tí nữa em phải ngủ một chút để lấy lại sức. Anh làm hộ cho em một việc nha. Hình như chỉ khi nguy hiểm đến tính mạng thì em mới thông minh thôi. Khi em tỉnh dậy và đến gặp anh, anh hãy tạo ra một tình huống thật là nguy hiểm để em thức tỉnh, được không? Sao hả? Thấy nguy hiểm chưa? Sợ chưa? Ây da, cái này vẫn chưa có là gì so với chuyện hồi nhỏ em nếm giật điện đâu anh ơi. Ôi, tuổi thơ của em hằng co quá em ơi. Đại ca, anh làm gì có ai vậy? Please return the seat. The flight will land in a few minutes. Trời ơi, cái con này trâu bò quá. Trời ơi, ngồi xếp hoài mà không chịu chuyển thông minh dũng cái cho tao nhờ. Hiện, qua đây giúp tao cái coi. Dạ, có em. 1, 2, 3. Trời ơi, giúp tao siết cổ nó nè. Chứ đếm cái gì nữa, bộ giải dễ say hả? Sir, please return to your seat. Are you okay, sir? Sorry. Nó bị nghẹn bánh á, tôi giúp nó lấy cái bánh ra thôi hả? Nhưng mà em đâu có ăn bánh đâu mà bị mắc nghẹn anh. Đừng có nói nữa con nhỏ kia. Tự nhiên mày chọt vô mắt của tao vậy? Mày ngu vừa vừa thôi chứ. Ủa, tại anh nháy mắt với em tưởng anh kia em chọt vô mắt anh đầy bộ. Sir, you have to return to your seat now. Okay. Trời ơi,
nó không thông minh lại thì chút nữa đáp xuống sân bay sao đối phó với cảnh sát được. Đại ca, anh bất cẩn quá. Anh bị công an nguyền rủa bị thương liên tục anh quên hả? Em có bỏ cả nóng vô bình dưỡng nhiệt này cho khỏi bốc mùi nè. Anh nóng đại đi cho khỏe mà cũng không kịp bốc mùi trong máy bay. Mày giỡn mặt cái tao hả? Làm nhân vật phản diện của phim này khổ quá.